Chào các bạn. Buổi học hôm trước thì chúng ta đã tiến hành là tương tác thêm bớt sửa xóa và hiển thị những cái sản phẩm nằm trong một category nào đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cái phần giỏ hàng. Chúng ta sử dụng session để làm cái phần này. Thì mà mình sẽ tiến hành làm session để mới nó hiển thị và hiển thị và xóa cái một sản phẩm nằm trong giỏ hàng. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu từ cái màn hình hiển thị ra list cái product này như ở đây. Thì ở đây mình sẽ có cái phần đã có cái phần setting này, thì mình sẽ thêm vào cái index này cái cột nữa là cột to thêm một giỏ hàng, thì mình sẽ duplicate cái cuối cùng này lên. Nó sẽ đẩy ra ngoài này, xong vào thư mục cả chẳng hạn. Xong rồi sẽ là add ID, product ID right now. Ok, bây giờ giao diện chúng ta sẽ như này. Right now mình chuyển ngay thành button. Thôi để nó làm cái thể hyperlink này cũng được. Chút nữa buổi sau chúng ta sẽ tiến hành update cái CSS, nó cái giao diện của nó cho nó đẹp. Rồi, thì cái đường dẫn buy now nó sẽ là PHP này, project này, xong sượt card này, xong sượt add có cái ID. Ok, thì bây giờ mình đã tạo thêm một cái thư mục nữa, một thư mục là card. Rồi, trong này mình sẽ tạo một file là file add.php. Ok. Rồi, thì mình sẽ tiến hành là cái add này thì nó chỉ có chỉ chúng ta sẽ cần sử dụng những cái thư viện, những cái file như sau này. Đầu tiên chúng ta vẫn lấy ra cái file là DB. DB. Sau đó chúng ta phải sử dụng cái session. Thì để sử dụng session ở đâu chúng ta phải viết câu viết cái lệnh là session ở dưới spot. Ok. Xong tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu là đây là từ comment vào đây. Start using session. Xong sau đấy chúng ta sẽ tiến hành là lấy get product ID form URL. Thì chúng ta sẽ sử dụng là if reset $ get ID. Thì tức là đây chúng ta đã lấy ra cái ID, nếu mà tồn tại cái ID thì chúng ta mới đưa đi xếp xuống. Chúng ta sẽ có cái biến là product ID sẽ bằng cái biến sẽ bằng cái ID này. Ok chưa? Rồi tôi sẽ tiến hành check xem cái ID này nó có phải là số hay không. Nếu không phải là số thì chúng ta đẩy nó về cái trang hiển thị, không, chúng ta sẽ đẩy nó về cái trang hiển thị list danh sách các của các cái sản phẩm nằm trong giỏ hàng. Tôi có thể search ở đây là PHP check is number.
thử ở đây, thử này. If provide thì tôi echo là is number. Tiến hành đài đây. Ok, chúng ta có thể thử F5 by now is number. Tôi thêm chữ A và là chữ S vào đây. Enter hot number. Ok, chúng ta có thể check được rồi. Rồi, cái này chúng ta có để nguyên đây đã. Nếu mà nó là số rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là lấy cái sản phẩm này từ cơ sở dữ liệu ra. Thì chúng ta tiến hành giống như cái update của cái product này ở đây. Thì chúng ta đây ok, đây. Rồi, chúng ta tiến hành check is number for ở đây tôi viết tiếng Việt kiểm tra ID truyền vào có phải số hay không, lấy ID của sản phẩm từ URL. Bắt đầu sử dụng này nó là bắt buộc. Kết nối đến database. Đây là lấy sản phẩm với ID truyền vào. Bộ bên này đi, bên này đi. Ok. Rồi. Đây là kiểm tra xem sản phẩm có tồn tại hay không. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ check tiếp. Chúng ta sẽ có if reset cái đô la về cưới session vỏ hàng cạt. Tôi đặt cái session của tôi là cạt. Tôi check xem nó có tồn tại không. Ok. À, đây là nếu mà nó không tồn tại thì tôi chỉ việc là cái biến product thôi. Lúc nãy của chúng ta product này chúng ta lấy ra nó là một cái array rồi, chúng ta có thể check ở đây. Check ở đây. Và đăng là cái product chúng ta đai, chúng ta vào trong này chúng ta thử. Đây chúng ta là có một cái array rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Nếu nó đã có tồn tại rồi thì chúng ta chỉ việc thêm một cái phần tử, một cái element ở trong đây, nó là quantity bằng 1. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành là
array. Array ở dưới push. Push vào đâu? Push vào session. Push cái gì vào? Push cái product. Để chúng ta va đam ra, check xem cái session của chúng ta nó là cái gì. Đây chúng ta có thể kiểm tra. À, chúng ta phải tạo ra một cái biến. Ở đây là tôi đặt nó array value sẽ bằng một cái array. Sau đó tôi đẩy array value này vào. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ luôn luôn là gán cái session card này bằng cái array value. Tôi đưa cái array value này lên trên. Ok, chúng ta tiến hành va đập này ở dưới. Rồi. Array push param 1 là array null given. À đây chứ. Quên, chúng ta sai đây. Đây. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta có quantity 1. Bây giờ nó bằng 3 sao? Thì cái array của chúng ta bằng array bằng value. Ở đây chúng ta session array value nên là nó sẽ không có giá trị. Đấy là đúng rồi. Thì chúng ta sẽ else. Đây là thêm sản phẩm có quantity 1 vào session. Ok. Đây là trong trường hợp mà chúng ta đã tồn tại. Trên là trường hợp chưa tồn tại cái session. Tiếp theo là nếu mà trong trường hợp nó đã tồn tại rồi thì chúng ta làm nào? Chúng ta sẽ tiến hành như sau này. Kiểm tra xem sản phẩm đã tồn tại trong session chưa. Ok, nếu mà chúng ta đã có session tồn tại rồi thì chúng ta sẽ tiến hành gán cái biến là array value sẽ bằng cái session này để chúng ta tương tác với cái array này, thì chúng ta không tương tác trực tiếp với cái session. Thì chúng ta sẽ tiến hành là void, tôi sử dụng bằng void đi. Void đô la này chúng ta cao rồi. Ok, để lấy ra cái biến, lấy ra cái giá trị nào với số thứ tự, chúng ta check cho nó nằm trong session này chưa. Tôi lấy ra một cái, tôi đặt một cái biến là index sẽ bằng -1 để lấy ra cái vị trí. Và chúng ta có cái if tôi viết như này cho dễ hiểu đi. Tôi có cái biến là item sẽ bằng với array value ở vị trí thứ y đang được set này. Xong rồi if item biến là gì? ID bằng với cái product ID ở đây. Thì chúng ta sẽ set cho cái index kia bằng y. Đây là biến y. Xong rồi chúng ta sẽ break ra khỏi cái vòng lặp này. Ok.
sử dụng vòng lọc để kiểm tra xem product đã tồn tại chưa. Đây là nếu tồn tại thì thay đổi giá trị của biến index. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ check if cái index lớn hơn hoặc bằng 0, tức là chúng ta đã lấy ra được cái giá trị, cái vị trí của nó rồi, thì chúng ta sẽ, tức là nó ở đây trong trường hợp này nó đã tồn tại rồi, thì chúng ta chỉ việc như này, array value ở vị trí thứ index, cái biến là cái biến quantity của chúng ta sẽ cộng bằng 1, tức là cộng thêm một cái giá trị cho quantity vào. Else, nếu mà nó không bằng, tức là nếu mà cái sản phẩm này chưa tồn tại ở trong cái array, thì chúng ta lại tiến hành add cái này vào trong cái array value. Đây là nếu thì thêm một quantity, đây là nếu chưa thì set quantity bằng 1, thêm vào session, và cuối cùng chúng ta vẫn gán cái session card này bằng cái array value. Xong rồi sau đấy chúng ta va đam ra, chúng ta có thể test đây là điều 3 này, chúng ta có quantity 1, chúng ta ép 5 cái nữa, quantity lên 2, tôi ép thêm một sản phẩm bằng ID bằng 1 nữa. Oh, category not exist. Đây là product. Có thể check lại xem là bằng 2 đi. Oh, xem trong DB nào, xem cái ID của tôi nó bằng bao nhiêu. Quên nhầm, đây chứ, 356, ok, nó làm đúng rồi. Đó, thì tôi có cái ID bằng mấy đây? Đây, ID bằng 5, quantity bằng 1, ID bằng 3, thì cái quantity của nó bằng 2, ta đã kích 2 lần, rồi ok. Sau khi xong cái sau khi xong cái đống này, check hay chưa check, thì chúng ta đều đẩy nó về cái trang index của cái sản phẩm này bằng cái header. Đây, đẩy nó về cái header là cả. Ok, sau đấy ở trong cái card này tôi sẽ lấy ra một cái file là file index.php, xếp nó xuống. Ok, trong này thì tôi sẽ bắt đầu là session này dưới start. Rồi tôi sẽ có ở đây một cái biến là biến không, tôi sẽ lấy ra cái session đi. Tôi sẽ có nó biến là session value sẽ bằng, tôi sẽ check là iset của là cái dưới session cut bằng true. Nếu mà thằng này bằng true thì tôi sẽ gán cái này bằng
session card này. Nếu mà else thì tôi sẽ gắn nó bằng một cái array trống. Ok. Rồi, sau đó tôi sẽ tiến hành sinh ra đây một cái bảng. Có th t và đi. Ok, xin lỗi các bạn chút, mình vừa có điện thoại. Thì mình sẽ đẩy cái này là th này. Là cột id. Đây là cột name. Đây là cột image. Đây nó sẽ là cột price. Tiếp theo là quantity. Ok, mình muốn lấy ra một cột nữa là cột total price unit price. Rồi, trong đây, trong cái body này, đây là một cái thẻ, là thẻ PR này, chữ quên. Cái body này thì mình sẽ tiến hành là void của cái thằng session value kia. Chúng ta sẽ code php hỏi chấm php. Ở đây thì tôi sẽ tiến hành là if cao của cái session value lớn hơn 0, tôi sẽ tiến hành là void biến là session value s value. Tôi sẽ copy lại cái index của product ở đây. TR này, echo value product ID. Không, ở đây bây giờ chúng ta chỉ còn là ID thôi. Tiếp theo là name. Tiếp theo là bỏ cái này đi. Không có cái này. Chúng ta vẫn có price. Chúng ta có tiếp cái cột ở đây là cột quantity. Quantity cuối cùng là total unit price, đúng không? Ta sẽ tiến hành là đưa ra đây một cái số, thì nó sẽ là price nhân với quantity. Chúng ta đóng mở gọn cho nó rõ ràng. Ok. Rồi, chúng ta có thể check như sau. Cạt này. Tôi xem lại nào. Nghĩ ra chúng ta có thể nhìn thấy đây là đây này. Quantity bằng 2. Tôi hơi nhầm lẫn một chút gì ở đây rồi. Đây. Rồi. Vẫn thừa một cái dấu này. Đây là 500. Đây là 250 nhân 2 bằng 500 này. Cái số này thì chúng ta nhân 1 vẫn giữ nguyên này. Để tôi xem lại cái này nó bị làm sao. Nhầm cái đây là không phải là product init mà là chỉ init thôi. Rồi, ok.
Như nhỉ, tôi có thể đổi giá của cái thằng này để cho nó dễ cho ra dễ nhìn hơn. Đồ đắt. Để tôi update nó. Đây sẽ là chỉ còn là 100 thôi. 100 đây đúng không? Bài nào? Mình bên này mình đang va đam và đai ở đâu đấy. Đây. Tôi enter nó đây. Đó. Sao thế nhỉ? Cái sản phẩm của nó thì do chúng ta chưa update cái session này, chúng ta không update theo cùng với cái price, thì chúng ta có thể test nó bằng cách này. Đây, session này của chúng ta nó chỉ tồn tại trong một cái browser thôi. Chúng ta sượt vào product. Đây, chúng ta buy now thằng này này. Đây là 250. Chúng ta back ạ. Chúng ta buy now tiếp nó lên 500. Ok, chuẩn rồi. Chúng ta Lumia 900. Ok, 100 này. Lên 200. Được chưa nhỉ? Rồi. Thì chúng ta đã tiến hành là thêm sửa xóa được những cái sản phẩm ở trong cái thẻ, trong cái cạc rồi. Bây giờ tôi muốn ở trong cái màn hình này tôi sẽ có thêm hai cái button, nữa là thêm hoặc là bớt một cái số lượng của một cái quantity này đi. Chúng ta mới chỉ có thêm thôi đúng không? Bây giờ chúng ta add mới thì chúng ta làm nào, thì chúng ta cũng đơn giản thôi. Ví dụ ở đây tôi sẽ lấy ra trong cái index này, chúng ta sẽ đẩy ra thêm một cái thẻ nữa. Cái này là last setting đi, edit. Đây, chúng ta sẽ lấy ra thêm một cái hyperlink cái bắt trước ở trong này. Đây, chúng ta vẫn làm chúng ta add này, add đây là cái ID, add one more, biết cộng một đi dễ hình dung. Đây, cộng 1 3 4, ok chưa? 3 rồi. Bây giờ tôi làm thêm một cái button nữa. Đây là trừ 1. Trời. Trừ 1 thì ở trong này tôi sẽ là rồi, ok. Tôi sẽ copy và tôi tạo thêm một cái file là minus.php xếp vào đây. Ok. Tôi chỉ việc là copy của cái file này. Đưa vào đây. Tôi chia ra này để cho chúng ta hình dung nó dễ hơn thôi. Nếu mà đây cũng sử dụng session start này, xong rồi lấy ra. Nếu mà không có product thì chúng ta not exist. Nếu mà không tồn tại cản thì chúng ta không set ở đây nữa. Chúng ta bỏ qua cái này đi, chúng ta chuyển sang nếu mà tồn tại. Đấy. Đấy, nếu mà có tồn tại thì chúng ta vẫn gán cái này bằng cái cản này. Và chúng ta kiểm tra xem. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó sử dụng vòng lặp, vẫn kiểm tra xem nó có tồn tại hay không. Tuy nhiên chúng ta chỉ sẽ, ở đây chúng ta sẽ chỉ set cho cái trường hợp mà nó tồn tại thôi, trừ cộng trừ bằng 1 nếu tồn tại thì
trừ một vào quantity của nó, còn nếu không thì thôi chúng ta kệ nó, chúng ta tệ kệ nó thôi. Được chưa? Hoặc là chúng ta có thể hiển thị ra ngoài này là cái nếu không tồn tại sản phẩm trong giỏ hàng thì chúng ta có thể echo ra đấy, product not exist with green card. Ok, xong rồi chúng ta vẫn cứ gán như thế này bằng cái array của chúng ta thôi, xong rồi đẩy lại ngược đây, chúng ta có thể kẹp lại đây, đây cộng 1, đây trừ 1, tôi trừ 1 còn 3, tôi trừ 1 tiếp còn 2, tôi trừ 1 tiếp 250 không. Ồ, lỗi này, được chưa? Chúng ta vẫn trừ 1 khi nó bị âm bằng 0 thì chúng ta check tiếp. Đây, nếu mà cái này có tồn tại này, nếu có tồn tại thì cần check số lượng đang có trong session. Đây thì chúng ta có cái biến là quantity, nó sẽ bằng cái đúng đúng cái này. Được chưa? Chúng ta if cái biến quantity của chúng ta lớn hơn không, tức là nó từ 1 mà không phải lớn hơn 2 đi, lớn hơn 1. Lớn hơn 1 thì chúng ta phải trừ, còn nếu mà bằng 1 chúng ta bỏ nó đi luôn. Đây. Chúng ta làm này. Else. Nếu mà nó bạn đã bằng 1 rồi hoặc là nhỏ hơn 1 rồi thì chúng ta loại luôn cái in cái element này ở trong cái biến array value. Thì chúng ta search như sau. PHP remove element in array by index. Rồi, chúng ta xem là không phải set. Đây chúng ta sử dụng cái spline array price, chúng ta đẩy ra cái này ở vị trí số ở mình cũng quên mất cách dùng mà nhìn thì xem lại đây red green blue yellow đây. Đây là một một không một trừ một, xem nào, như là đây là cái này là cái index, vậy để mình xem lại. Input này 3. Red, green, blue, nó xóa ở vị trí số 3, 0, 1, 2, 3. Ok, bây giờ mình xóa nó ở vị trí số index 1. Rồi, chúng ta có thể test lại. Đấy nha, vẫn 250 nha. Tôi trừ 1 nó. Không hiện tượng gì. Lỗi chứ. Index 1. Rồi, nó đã mất luôn. Đây tôi bằng đang bằng 3 nhé. 2 trừ 1 không. Bây giờ chúng ta không có một cái sản phẩm nào hết. Chúng ta quay trở lại với cái product để chúng ta add nào. Rồi, đây tôi bài này. Cộng 1 này. Tôi back lại tiếp. Tôi bài tiếp thằng này. Đây, tôi cộng 1 nó. Cộng. Ok chưa?
Ok, thì chúng ta đã xong cái hiển thị cái giỏ hạng A. Tôi quên mất, chúng ta cần phải lấy ra tổng tiền chúng ta cần phải trả đúng không? Chúng ta sẽ có một cái biến là total price. Total cart price sẽ bằng 0. Xong rồi sau đấy chúng ta tiến hành là đưa xuống dưới này đi, numeric này, đây là tồn tại này, là tính tính tổng số tiền đã trả rồi, tiến hành là for x, cái biến là đưa thằng này lên. Session ở nhầm, không phải thêm vào đây, xin lỗi các bạn, mà mình phải thêm vào trong cái index của cái card này chứ. Đây, bảo sao nó làm nhanh thế. Đây, rồi session value này. Bây giờ cái total price của tôi nó sẽ cộng bằng cái value trường là trường gì? Value của cái quantity nhân với biến value cột là price bằng tổng cái này, tích cái này rồi. Chúng ta sẽ có dưới này một cái ngoài cái for x ra nhé, ngoài cái for x này chúng ta sẽ có một cái ba tr nữa. Chúng ta có một thẻ td, chúng ta call span ở đây, chúng ta có 1 2 1 2 3 4 5 6, có 5 call span 1 2 3 4 5 5, call span 5 total price. Chúng ta sẽ có một td nữa, con span là 2, nó sẽ bằng echo ra cái biến là total sẽ có cái biến này đặt ở ngoài này. Rồi, chúng ta thử thử. Đây, total card price bằng 2.400, 3.600. Đây là product này. Tôi thêm một thằng này vào. Đây. Lỗi rồi. Cái gì thế này? Ra lỗi mà thêm, chúng ta thêm cái đoạn này vào nó lại lỗi gì? À, khổ thân tôi. Đây, tôi phải làm cái vòng for x này ở phía ngoài này, không liên quan gì đến cái vòng ở trong cả. Rồi, đây, 3.600 cộng với 100 cộng với 200. Ok, chúng ta đã tính được tổng của số tiền này. Rồi, thì buổi học hôm nay của chúng ta dừng lại ở đây. Chúng ta lưu ý cách sử dụng cái session. Thì đầu tiên là nếu để sử dụng session thì chúng ta cần lấy ra được, cần phải khai báo cái session start này.
chúng ta có thể check session có tồn tại hay không, một cái session nào đấy có tồn tại hay không, thì chúng ta sử dụng iset thôi. Iset cái session xong rồi cái element là tên của cái session đấy, nếu mà không có thì nó bằng phone, nếu mà có thì nó bằng true. Tiếp theo là chúng ta học cái cách thêm một cái sản phẩm vào trong session, thì chúng ta sẽ tiến hành là nếu mà cái sản phẩm, nếu mà cái session của chúng ta nó chưa tồn tại thì chúng ta gán luôn cái sản phẩm với cái quantity bằng 1 vào trong cái session đấy. Sau đó này, thực ra chúng ta push vào. Không, nhưng mà nếu mà session đã tồn tại rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái session, là cái sản phẩm đấy đã tồn tại trong session đấy chưa. Nếu mà đã tồn tại rồi thì chúng ta cộng thêm cái quantity của nó một giá trị. Ở đây, cộng thêm quantity một giá trị. Nếu mà không, nếu mà chưa tồn tại thì chúng ta lại set cái quantity bằng 1 và push vào trong cái session. Còn cái trường hợp mà đã tồn tại rồi chúng ta cộng thêm vào như này thì chúng ta không phải push nữa nhé. Ok. Thì các bạn làm tương tự với cái trừ của cái product ra khỏi cái category. Thì nếu mà nó session không tồn tại thì thôi kệ nó. Trong trường hợp session đã tồn tại rồi thì chúng ta tìm tìm cái index, tức là cái số thứ tự của cái sản phẩm này trong cái session. Nếu mà thằng này chưa tồn tại trong session thì thôi kệ nó, chúng ta không động chạm gì. Nhưng mà nếu mà nó đã tồn tại trong session rồi, chúng ta sẽ trừ cái quantity của nó đi một giá trị. Tuy nhiên nếu mà cái đấy chỉ trong trường hợp là cái quantity nó lớn hơn một thôi. Còn nếu mà cái trường hợp mà cái quantity nó hiện tại đang bằng một mà các bạn trừ đi một nữa, tức là nó bằng không hoặc là nhỏ hơn không, thì chúng ta xóa cái sản phẩm đấy khỏi cái session và chúng ta đẩy về cái trang index của session. Ok chưa nhỉ? Rồi. Buổi sau mình sẽ hướng dẫn chúng ta về phần login, log out cũng sử dụng cái session này. Rồi, các bạn chú ý học và chúc các bạn học tốt.